Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay, cô Giang sẽ giúp các em học bài 2, tứ giác. Ở bài này, các em cần phải nắm được cái định nghĩa tứ giác. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và DA, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Và chúng ta phải nắm được cái tứ giác lồi. Định nghĩa của nó là tứ giác luôn nằm trong cùng một phần mặt phẳng, được phân chia bởi một đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Và trong quá trình học thì khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm thì chúng ta đều phải hiểu đó là tứ giác lồi. Đối với một tứ giác lồi thì các em cần phải nắm được cạnh góc và đường chéo của tứ giác. Nắm được hai cạnh kề nhau. Rồi hai cạnh kề nhau thì tạo thành một góc của tứ giác. Hai cạnh đối nhau là hai cạnh không có chung đỉnh nào. Đấy, hai đỉnh đối nhau là hai đỉnh không cùng nằm trên một cạnh. Và đường chéo là đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau. Và cuối cùng là phải nắm được tổng các góc của một tứ giác thì bằng 360 độ. Thì sau đây chúng ta sẽ vận dụng vào phần bài tập. Bài tập số 1 trang 66, tìm số đo các góc chưa biết của tứ giác trong hình 11. Ta sẽ đi giải bài toán này. Hình 11A, xét tứ giác ABCD. Có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D thì bằng 360 độ. Do tổng 4 góc của tứ giác. 1 2. Góc A là 110 độ cộng góc B cộng góc C là 75 độ cộng góc D là 75 độ thì bằng 360 độ. Từ đây ta suy ra góc B bằng 360 độ trừ đi cái tổng 110 độ cộng 75 độ cộng 75 độ bằng, thì ta thấy 75 độ cộng 75 độ là 150 độ, cộng với 110 độ thì bằng 260 độ. 360 độ trừ 260 độ thì còn 100 độ. Như vậy ở hình 11A chúng ta trả lời là vậy góc B bằng 100 độ. Tiếp theo ta xét hình 11B. Cũng tương tự như hình 11A, ta giải như sau. Xét tứ giác MNPQ có góc M cộng góc N cộng góc P cộng góc Q bằng 360 độ. Lý do là tổng 4 góc của tứ giác. Hay góc M cộng góc N là 90 độ, góc P cũng 90 độ, cộng góc Q là 70 độ thì bằng 360 độ. Từ đó suy ra góc M bằng 360 độ trừ đi tổng của 70 độ cộng với 90 độ cộng với 90 độ. Như vậy góc M bằng 110 độ. Ta xét hình 11C. Đối với bài hình 11C thì muốn tính góc chưa biết là góc V thì ta cần phải tính thêm cái góc S2. Chúng ta điền số góc S2 trong hình vẽ. Thì ta có góc S1 và góc S2 là hai góc kề bù. Cho nên chúng ta sẽ tính góc S2 như sau. Ta có góc S1 cộng góc S2 bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Hay góc S1 là 60 độ cộng góc S2 thì bằng 180 độ. Từ đây ta suy ra góc S2 bằng 180 độ trừ đi 60 độ bằng 120 độ. Xét tứ giác UVST có góc U cộng góc V cộng góc S2 cộng góc T thì bằng 360 độ. Do định lý tổng 4 góc của một tứ giác. 12. Góc U là 115 độ cộng góc V cộng góc S2 ta vừa tính được là 120 độ cộng góc T là 65 độ bằng 360 độ. Từ đây ta suy ra góc V bằng 360 độ trừ đi cái tổng của ba góc 115 độ cộng với 120 độ cộng với 65 độ. Từ đó suy ra góc V bằng 60 độ. Như vậy vừa rồi ở hình 11B ta đã tính được góc M bằng 110 độ và hình 11C ta tính được góc V bằng 60 độ. Đến hình 11D, xét tứ giác EFGH có góc E cộng góc F cộng góc G cộng góc H bằng 360 độ. Cũng lý do là tổng 4 góc của một tứ giác. 2. Ta thay số. Góc E thì bằng 80 độ cộng góc F cộng góc G là 70 độ cộng góc H là 100 độ bằng 360 độ. Từ đây ta suy ra góc F bằng 360 độ trừ đi 80 độ cộng với 70 độ cộng với 100 độ
ở trong ngoặc tròn. Chúng ta thực hiện tính thì bằng, thấy 80 cộng 100 là 180, 360 trừ 180 thì còn 180 độ, 180 trừ 70 thì còn lại là 110 độ. Vậy góc F là 110 độ. Trước khi vào bài 2, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào bài tập số 2, trang 66. Góc kề bù với một góc của tứ giác được gọi là góc ngoài của tứ giác. Hãy tính tổng số đo 4 góc ngoài A1, B1, C1, D1 của tứ giác ABCD ở hình 12. Đáp vào giải bài toán này. Thì ta đánh số các góc trong của tứ giác là góc A2, B2, C2 và D2. Thì lúc này ta có góc A1 cộng với góc A2 bằng 180 độ, vì lý do đây là hai góc kề bù. Tương tự như thế, các góc B1 cộng với B2 bằng 180 độ, góc C1 cộng với góc C2 bằng 180 độ và góc D1 cộng với góc D2 bằng 180 độ. Lý do đều là hai góc kề bù cả. Do đó chúng ta thực hiện cộng 4 cái đẳng thức này với nhau vế với vế, thì bên vế trái chúng ta sẽ có được góc A1 cộng góc A2 cộng góc B1 cộng góc B2 cộng góc C1 cộng góc C2 cộng với góc D1 cộng với góc D2 bằng 4 nhân với 180 độ. Bây chúng ta thực hiện nhóm các cái góc trong với nhau và các góc ngoài với nhau. Suy ra góc A1 cộng với góc B1 cộng với góc C1 cộng với góc D1, chúng ta nhóm vào một nhóm, cộng với góc A2 cộng với góc B2 cộng góc C2 cộng góc D2 là nhóm thứ hai. Tổng nó bằng 720 độ. Chúng ta lấy 4 lần 180 là 720. Từ đây ta suy ra góc A1 cộng với góc B1 cộng góc C1 cộng góc D1 cộng với 4 góc A2, B2, C2, D2 tính tổng thì bằng 360 độ. Vậy nó bằng 720 độ. Lý do là các góc trong của tứ giác có tổng bằng 360 độ. Từ đây ta suy ra góc A1 cộng góc B1 cộng góc C1 cộng góc D1 bằng 720 độ trừ đi 360 độ, và kết quả là 360 độ. Và cuối cùng ta kết luận là vậy, tổng 4 góc ngoài của tứ giác bằng 360 độ. Ta sang bài số 3, trang 67. Tứ giác ABCD có góc A bằng 100 độ, góc ngoài tại đỉnh B bằng 110 độ, góc C bằng 75 độ, tính số đo góc D. Để chúng ta vẽ hình cho bài toán này. Ta vẽ góc A bằng 100 độ và góc ngoài tại đỉnh B bằng 110 độ. Tiếp theo ta vẽ góc C bằng 75 độ. Ta đi giải bài toán. Trước tiên ta tính góc trong tại đỉnh B, tức là tính góc B1. Thì ta có góc B1 cộng với góc B2 bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Hay góc B1 cộng với 110 độ bằng 180 độ. Từ đây ta suy ra góc B1 bằng 180 độ trừ đi 110 độ bằng 70 độ. Xét tứ giác ABCD có góc A cộng góc B1 cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ, vì là tổng 4 góc của một tứ giác. Hay góc A là 100 độ cộng góc B1 ta vừa tính được là 70 độ, cộng góc C là 75 độ và cộng với góc D thì bằng 360 độ. Từ đó góc D bằng 360 độ trừ đi tổng 3 góc đã biết, tức là 100 độ cộng với 70 độ cộng với 75 độ. Ta thực hiện phép tính thì tính được góc D bằng 115 độ. Ta đi vào bài 4, trang 67. Tứ giác ABCD có góc ngoài tại đỉnh A bằng 65 độ, góc ngoài tại đỉnh B bằng 100 độ, góc ngoài tại đỉnh C bằng 60 độ. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D. Thế thì để tính số đo góc ngoài tại đỉnh D, chúng ta áp dụng bài tập số 2, trang 66. Bài tập này cho biết là tổng 4 góc ngoài của một tứ giác thì bằng 360 độ. Ta gọi các góc A1, B1, C1, D1 là các góc ngoài của tứ giác ABCD. Thì ta có góc A1 cộng góc B1 cộng góc C1 và cộng với góc D1 thì bằng 360 độ, do chúng ta đã làm ở bài tập 2, trang 66. Ta thay số vào.
hay là 65 độ cộng với 100 độ cộng với 60 độ cộng với góc D1 thì bằng 360 độ. Từ đó suy ra góc D1 bằng 360 độ trừ đi tổng ba góc đã biết là 65 độ cộng 100 độ cộng với 60 độ. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là góc D1 bằng 135 độ. Bài 5 trang 67, tứ giác ABCD có số đo góc A bằng x, góc B bằng 2x, góc C bằng 3x và góc D bằng 4x. Tính số đo các góc của tứ giác đó. Như vậy ta biết là tổng 4 góc của một tứ giác bằng 360 độ. Do đó chúng ta thực hiện làm như sau. Xét tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ do tổng 4 góc của một tứ giác. 2. Góc A có số đo x cộng góc B có số đo là 2x cộng góc C có số đo là 3x và cuối cùng cộng góc D có số đo là 4x thì bằng 360 độ. Chúng ta thực hiện thu gọn vế trái. Ta lấy hệ số 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng với 4, tất cả đem nhân với x thì bằng 360. Tức là lúc này chúng ta thực hiện cộng cái đơn thức đồng giả. Thì được kết quả là 10x bằng 360 độ. Do đó x bằng 360 độ chia cho 10 bằng 36 độ. Chúng ta lần lượt đi tính từng góc. Vậy là góc A bằng số đo x bằng 36 độ. Góc B bằng 2x bằng 2 nhân với 36 bằng 72 độ. Góc C bằng 3 nhân với x bằng 3 nhân với 36 độ bằng 108 độ. Và góc D bằng 4 nhân với x bằng 4 nhân với 36 bằng 144 độ. Bài 6 trang 67. Ta gọi tứ giác ABCD với AB bằng AD, CB bằng CD, hình 13 là hình cái diều. Câu hỏi A là chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD. Câu hỏi B là cho biết góc B bằng 95 độ, góc C bằng 35 độ, hãy tính góc A và góc D. Ta đi giải bài toán này như sau. Ở câu A, chứng minh AC là trung trực của BD. Ta có AB bằng AD. Theo giả thiết, suy ra điểm A nằm trên trung trực của đoạn thẳng BD. Tương tự như vậy, CB bằng CD. Theo giả thiết thì suy ra điểm C cũng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BD. Do đó AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Tiếp theo ta sang câu B. Cho biết góc B bằng 95 độ, góc C bằng 35 độ, tính góc A và góc D. Trước tiên ta vẽ đường chéo AC. Sau khi vẽ đường chéo AC thì ta sẽ chứng minh tam giác ABC bằng tam giác ADC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, tức là cạnh AB bằng cạnh AD theo giả thiết, BC bằng DC theo giả thiết và cạnh AC là cạnh chung. Từ đây ta sẽ suy ra được góc D bằng góc B bằng 95 độ. Tiếp theo ta xét tứ giác ABCD có góc BAD cộng góc B cộng góc BCD cộng góc D bằng 360 độ. Lý do là tổng 4 góc của một tứ giác. Thay số vào. Hay góc BAD cộng góc B tức là cộng với 95 độ cộng góc BCD tức là góc 35 độ cộng góc D là 95 độ thì bằng 360 độ. Từ đó suy ra góc BAD bằng 360 độ trừ đi tổng 3 góc 95 độ cộng 35 độ cộng 95 độ. Từ đây suy ra góc BAD bằng 135 độ. Như vậy đáp án của chúng ta là góc D bằng 95 độ. Góc A chính là góc BAD bằng 135 độ. Bài số 7 trang 67. Trên bản đồ tứ giác BDNQ với các đỉnh là các thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn. Câu A là tìm các cạnh kề và cạnh đối của cạnh BD. Câu B là tìm các đường chéo của tứ giác. Như vậy ta giải câu A. Các cạnh kề của cạnh BD chính là cạnh BQ và cạnh DN. Đúng. Còn cạnh đối của cạnh BD chính là cạnh NQ. Ta sang câu B. Các đường chéo của tứ giác. Chúng ta sẽ vẽ cái đường chéo ra. Vậy các đường chéo của tứ giác BDNQ là đường chéo thứ nhất là đường chéo BN
và đường chéo thứ hai là đường chéo DQ. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.